Kể chuyện bé nghe. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất lười biếng và ham chơi, làm việc gì cũng mau chán. Khi tập viết, cậu bé chỉ nắn nót được mấy chữ đầu rồi lại viết nguệt ngoạc. Mỗi lần cầm quyển sách lên, mới đọc được vài dòng, cậu đã ngáp ngắn ngáp dài, không chịu cố gắng học hành gì cả. Một hôm, trên đường đi học về, cậu bị đám bạn cười cợt chế giễu vì bài kiểm tra bị 2 điểm, thấp nhất lớp. Trong khi các bạn còn lại ai cũng điểm 9, điểm 10. Cậu bé tức giận, không biết làm gì ngoài việc lao vào xô xát với đám bạn, nhưng lại bị hai bạn nam đó quật ngã. Tuyên bố từ nay sẽ nghỉ chơi với cậu bé để khỏi bị lây sự ngu dốt từ cậu. Cậu bé đứng dậy, nước mắt đầm đìa, cầm bài kiểm tra 2 điểm của mình chạy đi. Đang trên đường về nhà, cậu bé bất chợt thấy một bà lão đang mải miết mài thỏi sắt vào tảng đá ven đường. Thấy kỳ lạ, cậu bé bèn dừng lại hỏi: "Bà ơi, bà đang làm gì vậy?" Bà lão mỉm cười, từ tốn trả lời: "Ta đang mài thỏi sắt này thành một chiếc kim để khâu vá quần áo." Cậu bé ngạc nhiên trố mắt rồi phì cười đáp: "Thỏi sắt to như vậy, làm sao mà bà có thể mài thành cái kim được? Cháu không tin đâu." Cậu bé cho rằng bà lão đang trêu đùa mình nên không ở lại nói chuyện nữa, liền bỏ đi một mạch. Về đến nhà, cậu lại khóc tức tưởi mách mẹ việc bị bạn bè ăn hiếp. Cậu bé chán nản không muốn đi học nữa. Mặc cho mẹ có an ủi, động viên bao nhiêu thì cậu bé vẫn nhất quyết đòi nghỉ học và đi bán rau thay mẹ cho bằng được. Người mẹ buồn bã, chỉ biết đau lòng nhìn con vì không biết phải làm gì hơn. Thế là hôm sau, cậu bé không đi đến trường như mọi khi, nhưng vẫn phải thức dậy sớm từ tờ mờ sáng để xách giỏ rau ra chợ bán thay cho mẹ, bởi vì hôm qua chính cậu đã chọn không đi học mà đi bán rau. Trên đường đi, cậu bé gặp lại bà lão hôm trước. Cậu rất tò mò khi thấy bà lão vẫn ngồi ở chỗ cũ mài thỏi sắt ấy. Bà lão thấy cậu đi tới liền mỉm cười hỏi thăm: "Hôm nay con đi đâu vậy? Không đi học sao?" Cậu bé vui vẻ trả lời dõng dạc: "Không bà ơi, con chán đi học rồi, đi bán rau vui hơn. Thôi con đi đây, bà ở đó mài tiếp thỏi sắt đi nhé." Nói xong, cậu bé liền nhanh chóng rời đi để kịp buổi chợ sớm. Bà lão lắc đầu, thở dài, trầm ngâm nhìn theo cậu bé. Đến chợ, cậu bé ngồi chờ mãi mà không có ai mua rau. Quá mệt mỏi và chán nản nên cậu bé ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến một lúc sau, khi ánh mặt trời chói chang đã rọi trên đỉnh đầu, và cái nóng ấy đã khiến cậu bé bừng tỉnh giấc. Mồ hôi đầm đìa trên áo, rau thì héo queo, còn cậu bé thì vừa mệt vừa đói. Nản chí vì cả buổi mà không bán được bó rau nào, cuối cùng cậu quyết định dọn hàng đi về nhà. Trên đường đi về, cậu gặp lại bà lão mài sắt kia. Cậu quyết định cầm giỏ rau đứng lại quan sát bà làm việc. Cậu bé thắc mắc lắm nên lại bắt chuyện với bà: "Bà mài từ ngày này qua ngày khác không mệt sao bà? Có thật là nó sẽ thành kim không?" Bà lão nhìn cậu bé mỉm cười, gật đầu nói: "Được chứ, nếu cháu không tin thì cứ ngồi đây chờ xem." Cậu bé tò mò, lần này nhất quyết ngồi đợi bà lão mài thành kim. Đợi mãi, chờ đến mòn mỏi, bà lão vẫn kiên trì mài thỏi sắt nhỏ dần, nhỏ dần. Cuối cùng, bất ngờ thay, bà lão đã mài thỏi sắt thành cây kim thật rồi. Cậu bé dụi mắt ngơ ngác, không tin vào mắt mình, mừng rỡ reo lên: "A, à, thành chiếc kim khâu rồi bà ơi." Bà lão cười đáp: "Đó, con thấy chưa, có công mài sắt có ngày nên kim. Mỗi ngày mài thỏi sắt nhỏ đi một chút, sẽ có ngày nó thành kim. Không gì là không thể. Giống như việc con đi học vậy, mỗi ngày học một ít, sẽ có ngày con thành tài." "Dạ, con hiểu rồi." Cậu bé ngẫm nghĩ, dần hiểu ra mọi việc.
liền cảm ơn bà lão, tạm biệt, rồi vội vàng cầm giỏ rau chạy thật nhanh về nhà. Bà lão gật gù, nhìn theo hướng cậu rời đi và mỉm cười hiền hậu. Ở nhà, người mẹ thấp thỏm, cứ đi qua lại trông ngóng cậu bé. Bất ngờ, cậu rưng rưng chạy về ôm chầm lấy mẹ. Cậu xin lỗi mẹ vì bấy lâu nay đã lười biếng không lo học hành, khiến mẹ buồn lòng. Cậu bé xin mẹ cho đi học lại và hứa từ nay sẽ siêng năng học tập, không ham chơi nữa. Người mẹ hạnh phúc ôm chầm lấy cậu. Kể từ đó, cậu bé kiên trì, chăm chỉ học tập hơn nên đã đạt được nhiều thành tích cao trong lớp, khiến mẹ cậu rất vui lòng. Kể chuyện bé nghe.